Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trở thành một người thành công, giàu có và làm chủ vận mệnh của mình là điều mà chắc chắn bất cứ ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn. Nhưng hãy biết rằng, người giàu có và thành công suy nghĩ và nhìn nhận về thế giới rất khác biệt. Nơi người bình thường chỉ thấy vấn đề, các triệu phú thấy cơ hội để kiếm tiền. Nơi bạn chỉ thấy thất bại, nhưng họ thì thấy những kinh nghiệm quý báu dẫn dắt họ tới những cơ hội lớn hơn. Nếu bạn không tư duy như triệu phú, bạn sẽ không thể giàu có, bất kể bạn thông minh hay chăm chỉ đến mức nào. Vừa rồi là một trong những lời tựa của nhiều quyển sách dạy làm giàu của các tác giả nước ngoài được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Đọc những lời như thế chắc hẳn là phần nhiều trong số chúng ta đều phải công nhận là nó rất hay, nó đúng và muốn làm theo. Thế nhưng hầu như không có một người Việt thành công nào đã lên tiếng tri ân những tác giả nước ngoài viết về những cuốn sách ấy. Theo góc nhìn của những người làm câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, thì có lẽ phần đông người Việt tìm mua sách dạy làm giàu, dạy thành công do sự tiếp thị của nhà xuất bản hay hoặc theo tâm lý của đám đông. Ở một công ty xây dựng nhỏ trên địa bàn Hà Nội, giám đốc công ty là người có 2 bằng đại học và chịu khó tìm tòi nâng cao kiến thức. Lý thuyết kinh doanh anh thuộc lau lau, một phần do học ở trường, một phần do đọc tham khảo các cẩm nang dạy thành công. Rất tin tưởng và muốn áp dụng, nhưng dù là giám đốc, anh cũng không vượt qua được nhiều rào cản. Cơ chế, vốn và cả sự thiếu tin tưởng của các cổ đông. Hầu như là mỗi một doanh nghiệp, người lãnh đạo nào hầu như cũng đều đọc qua các cái sách vở, nhất là các cái sách viết của các cái nhà soạn thảo nổi tiếng của nước ngoài. Đấy, thì nhưng mà để mà áp dụng được theo cái sách của các cái nhà nổi tiếng nước ngoài thì chúng ta còn rất nhiều cái vấn đề và bất cập, nó không phù hợp với lại từng doanh nghiệp mà cũng không phù hợp với lại từng cái hình thức kinh doanh của các cái doanh nghiệp. Chuyện của anh Kiên chẳng phải là cá biệt, cũng chẳng phải là doanh nhân mới đọc những cuốn sách dạy làm giàu. Ở bất cứ hiệu sách nào cũng có thể tìm thấy những cuốn sách kiểu này. Nếu có thời gian quan sát thì sẽ thấy người ta tìm mua chúng chỉ ít hơn chỗ bán sách ngôn tình có nguồn gốc Trung Quốc. Nếu đã đọc qua những cuốn sách này, đều nhận thấy rằng các tác giả phần nhiều viết chân thực về những điều họ đã trải qua để đạt đến thành công. Những cuốn sách được coi là hay nhất mọi thời đại, bán chạy nhất mọi thời đại, hầu như đều truyền đi một thông điệp. Nếu dám nghĩ và dám làm khác người, bạn có thể trở thành tỷ phú từ hai bàn tay trắng. Vậy đâu là nguyên nhân phần đông chúng ta có trong tay công thức làm giàu mà số người giàu vẫn ít? Và chẳng ai giàu có lên tiếng tri ân những cuốn sách dạy làm giàu. Đa phần người Việt Nam tìm mua sách dạng này bởi các chiêu tiếp thị quá tốt của các đơn vị xuất bản. Tệ hơn nữa là theo tâm lý đám đông, thấy người khác có thì mình cũng phải có. Về lý do mua ấy thì là thường đọc trên mạng và trong những cái trang web chuyên về sách hoặc là những người yêu sách ấy, thì có thấy có những cái lời nhận xét tốt thì em sẽ đến tìm mua. Sách đương nhiên là hay, nhưng nếu ít kiến thức nền mà vẫn cố đọc sẽ không hiểu. Nếu là đọc thụ động sẽ không thể hình thành kế hoạch, ý tưởng. Đương nhiên là chẳng bao giờ hiểu được công thức làm giàu của người khác và luôn tự hỏi tại sao họ làm được mà mình không thể như thế. Đây chính là rào cản đầu tiên. Với số ít người khác lên được kế hoạch thì lại vấp phải tâm lý ngại triển khai, thiếu quyết đoán và sợ bị chỉ trích. Người Việt thường có tâm lý hùa theo đám đông, gạt đi suy nghĩ của riêng mình. Việc người dân hùa theo nhau hết đầu tư vào vàng, cổ phiếu lại xoay ra bất động sản là minh chứng rõ ràng. Ý tưởng hay thì nhiều, trong một phút xuất thần ai cũng đã từng có, nhưng phần lớn đều chỉ dừng ở ý tưởng, vì người nghĩ ra chúng không đủ dũng cảm để thực hiện, ngay cả những ý tưởng không bị hạn chế bởi tài chính và trình độ. Người cá nhân ấy mà tiếp cận những cái bài học đó hoặc những tri thức, hoặc kiến thức hoặc kinh nghiệm đó và thực tiễn thì bao giờ người ta cũng có một cái dè dặt. Bởi lẽ là bản chất con người ta luôn luôn có một cái bản năng an toàn, cái nhu cầu an toàn để đảm bảo cho cuộc sống của mình, an toàn cho mọi lĩnh vực hoạt động. Do đó khi tiếp cận cái mới vào thì những cái tri thức cũ, những kinh nghiệm cũ, những lối sống và thói quen cũ bao giờ cũng đương đầu, thậm chí là đôi khi nó chống lại những cái mới và tri thức mới, kiến thức mới. Người Việt ai cũng biết câu thất bại là mẹ thành công. Ai cũng thất bại, nhưng số người đứng lên được từ chỗ bị ngã lại không nhiều.
có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho việc người không thể thành công. Nhưng đáng nói nhất là ai cũng biện minh cho việc mình chưa thể thành công được bằng cái lý lẽ rất a quy là số chưa đến, vận chưa đến. Những người lạc quan tếu còn nói rằng vận đến thì trồng lau ăn mía, số chưa đến thì trồng mía ra lau. Vậy nếu vận không đến thì ngồi ôm cây đợi thỏ sao? Chẳng qua là vận số đến mà ta không biết. Cơ hội chỉ đến với những ai sẵn sàng nắm lấy nó. Để kết cho câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi xin đưa ra một ví dụ để quý vị và các bạn cùng suy ngẫm. Cũng là một kho kiến thức và hạ tầng mở như mạng Internet. Những cách tiếp cận, tinh thần cầu tiến và kiến thức để thẩm định khai thác thông tin đưa đến các kết quả khác nhau. Ở nước ngoài, nhiều người thành tỷ phú, triệu phú nhờ Google, Facebook, Twitter. Còn người Việt Nam đứng trong top tìm kiếm sách nhiều nhất.